một tràng pháo tay để chào đón hình ảnh của cả hai người đẹp của chúng tôi. Xin mời. Như hai nữ thần luôn. Ây, chà chà. Xinh xắn quá, đẹp quá. Lý do đó mà chúng tôi muốn giữ lại sự bí mật dành riêng cho hai chàng trai thôi, để thấy được phản ứng của mọi người ra sao. Bà con lối xóm luôn có những ý kiến chính xác lắm nha. Mọi người cảm nhận như thế nào về vẻ đẹp của Bảo Bảo? Wow. Còn với vẻ đẹp của cô nàng Như Hảo? Thấy chưa? Sau cái mặt nạ kia thì dường như lại là một cái bí mật khác nữa. Muốn thay đổi cái ấn tượng của mình hay không? Em không. Em cũng không. Tướng cũng không. Vâng, nếu không thì mời hai bạn về chỗ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu với bạn Như Hảo. Trong cái thành phố đầy ắp người này, trái tim của chúng ta vẫn cô đơn một cách bướng bỉnh. Chẳng vội vã, chẳng chút lo âu, chỉ đơn giản là bình tĩnh đến mức cố chấp chờ đợi một người vốn sinh ra để trở thành mảnh ghép vừa vặn cho những khiếm khuyết, những nhỏ nhen của bản thân. Nhưng có lẽ sai người sai thời điểm với anh và tần số tình yêu ngày hôm nay rồi. Như Hảo rất là xinh xắn. Cảm giác như thế nào ạ? Dạ, cảm giác rất là hồi hộp ạ. Tôi thấy bạn đang run luôn kìa. Có bao giờ phải đối diện với nhiều khán giả và đặc biệt là những chàng trai như vậy không ạ? Dạ, cũng chưa bao giờ nhiều vậy ạ. Chưa bao giờ nhiều. Tại vì đối với em thì em sống nội tâm, em thích ở trong phòng kính nhiều hơn. Cô gái mong manh dễ vỡ như bạn á, những chuyện buồn bạn hay chia sẻ với ai? Nhiều lúc thì em chia sẻ với mẹ, nhưng mà nhiều lúc thì em sẽ xâm tử với bà nội. Bà nội ở quê hay là ở chung với em? Bà nội em mất rồi. Bà nội em mất rồi mà em lại tâm sự với bà nội. Những lúc mà em vấp ngã trong chuyện tình cảm hoặc là bất cứ trong xã hội như thế nào, em đều nhớ tới nội. Một cô gái rất là tình cảm, rất là sâu sắc, sống nội tâm. Nghị lực của một cô gái như vậy ấn tượng không ạ? Cảm thấy bạn rất là mạnh mẽ. Em hy vọng là bạn sẽ tìm được một người mà có thể làm cho bạn có thể tâm sự giống như là tâm sự với bà nội, kiểu như là hiểu bạn và chia sẻ được với bạn. Nếu được thì mình có thể add friend và có thể bạn có thể tâm sự với mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc cho bạn sẽ luôn mạnh khỏe, may mắn, hạnh phúc, bình an và thành công trong công việc, sự nghiệp và đặc biệt là tình yêu của mình nhé. Cảm ơn bạn. Cảm ơn tạm bạn. Tạm biệt. Tạm biệt Như Hảo. Và bây giờ để cho cô nàng Bảo Bảo của chúng ta bắt trúng tần số của mình thì chúng ta sẽ đến với vòng bí mật của chàng. Ngay sau đây chúng ta sẽ khám phá những chiếc điện thoại của cả hai chàng trai. Xin mời bạn kết nối với tần số tình yêu. Đây, màn hình ở ngoài thì nhìn cool ha. Mở khóa nào. Wow, bên trong là người sắt. Bạn thần tượng người sắt hả? Dạ, em khá là thích người sắt. Từ trên phim cho tới bên ngoài. Như vậy là thích cả nhân vật lẫn diễn viên luôn. Dạ. Một người đàn ông lịch lãm, quyền lực và biết hy sinh. Rất là tốt luôn. Giàu có nữa. Nhiều cô gái theo đuổi nữa. Bạn thích yếu tố đó không? Dạ, cũng khá là thích. Khá là thích. Chúng ta sẽ xem qua Facebook của anh ấy. Cha, bạn bè nhiều nữ dữ hèn. Bạn có bao nhiêu bạn trên Facebook? Khoảng 3.000 mấy hả? Số lẻ là nam, còn 3.000 là nữ đúng không? Dạ, cô không biết, em cũng không để ý chuyện đó nữa. Rồi, chúng ta vào tường nhà bạn nào. Bạn rất thích là chụp hình selfie nè, rồi đi chơi với bạn bè. Rồi, cho chúng tôi thấy được cái album ảnh của bạn đi. Những thói quen như thế nào sẽ được thể hiện qua hình ảnh mà anh ấy chụp hàng ngày. Giày thể thao, bạn thích giày lắm đúng không nào? Dạ, em cũng khá là thích giày. Vậy chắc bạn cũng mê thể thao chứ? Chơi hả? Chơi thể thao chứ hả? Dạ, em rất là thích đá bóng. Và đá bóng hả? Võ thuật. Dạ. Ồ. Bạn có những thành tích nào về thể thao chưa? Có, về võ thì em có giải huy chương đồng, giải sinh viên toàn thành và huy chương vàng giải tỉnh. Ồ. Bạn có mê xe cộ không? Xe hơi hay là xe mô tô phân khối lớn? Dạ, em có mê xe, khá là mê xe mô tô. Tự sắm cho mình chiếc chưa? Cái chuyện đó thì em đang từng bước nuôi dưỡng mơ ước đúng không nào? Nhưng mà bạn đi mô tô vậy, bạn thích đi một mình hay là đi couple, đi có một người ở đằng sau? Có người yêu ngồi sau thì sẽ thích hơn. Rồi, ngay sau đây sẽ là nội dung bên trong của điện thoại bạn Hồng Sơn. Trời ơi, màn hình ngoài kìa.
Quá cool. Thần thái ha, đẹp trai quá. Ai nghĩ bên ngoài sợ mèo đâu. Wow. Mỗi buổi sáng thức dậy, nếu như không có báo thức, bạn ấn vào ứng dụng nào đầu tiên? Thường thì em sẽ lướt Instagram trước. Dạ vâng, xin mời. Rồi, bạn cho mời xem Instagram của bạn nào. Em thường follow mấy cái về thời trang hoặc là mấy idol em thích hoặc là bạn. Em hay chụp lại mấy cái này để học tạo dáng theo. Đúng rồi, em học tập. Với lại phong cách mặc đồ của người ta, em thích style Hàn Quốc á, nên em follow rất là nhiều. Cuộc gọi gần đây đi. Dạ. Bạn sẽ liên lạc với ai nhiều nhất? Dạ. Mẹ nhiều tim quá chừng luôn. Dạ. Bạn rất yêu mẹ đúng không nào? Dạ đúng rồi. Thực ra thì giờ em rất muốn là có thể đưa mẹ đi du lịch nước ngoài. Em đang cố. Bạn đã đưa mẹ bạn đi đâu chưa? Dạ chưa, và mẹ đưa đi. Dạ hả? Từ nhỏ tới giờ. Nên giờ em muốn làm gì đó để đưa mẹ đi. Nhưng mà vậy thì không biết hai mẹ con mình có thân với nhau không ta? Em thường xuyên nói chuyện với mẹ hơn là ba. Ba thì chỉ có một chút xíu thôi. Hoặc là ba sẽ nghe chuyện từ mẹ. Mẹ bạn là người như thế nào? Dạ mẹ em thì khá là hiền, nấu ăn thì rất là ngon. Nhưng mà mẹ em thì khá là thấp, chỉ có tới vai của em thôi. Người nhỏ bé nhưng mà mẹ em thì nuôi được cả ba anh em em. Em biết là mẹ từ nhỏ tới giờ rất cực nên em rất thương mẹ. Mong muốn của mẹ mong bạn tìm một người bạn gái ra sao? Dạ mẹ em thì chỉ nói là xuống đây á, ổn định được công việc xong rồi yêu ai thì yêu cũng được, còn mẹ thì cứ thoải mái thôi. Còn phụ thuộc vào em nhiều hơn. Bao giờ bạn gắt một người bạn gái nào về nhà chưa? Dạ chưa. Hy vọng lần này sẽ có dịp gắt bạn gái về nhà ra mắt mẹ ha. Dạ em cũng hy vọng. Cảm ơn bạn Hồng Sơn. Dạ. Như vậy là chúng ta đã khám phá thêm nhiều thông tin thú vị trong điện thoại của Hồng Sơn và Minh Tướng. Nhưng mà với tâm lý của bạn Bảo Bảo ngồi kia cũng đang rất là tò mò thắc mắc, chúng tôi sẽ dành cho bạn Bảo Bảo ít phút để theo dõi cả hai chiếc điện thoại của hai chàng trai này. Xin mời Bảo Bảo. Và thời gian để cho bạn Bảo Bảo tham khảo hai điện thoại của Minh Tướng và Hồng Sơn đã kết thúc. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.